Cảm ơn quý vị đã chờ đợi và đón xem chương trình SPTN Washington DC. Sau đây là buổi phỏng vấn giữa võ thành nhân và tiến sĩ Tạ Cư Hải về GDP hậu bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. kính chào chúng tôi là Võ Thành Nhân và tiếp tục trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi hân hạnh được tiếp xúc tiến sĩ Tạ Cư Hải để nhằm tìm hiểu một số vấn đề có liên quan đến kinh tế Hoa Kỳ ở trong năm 2016 cũng giống như một số nhận định của tiến sĩ tại Cư Hải về vấn đề kinh tế dưới thời tổng thống Barack Obama trong 8 năm qua và cuối cùng chúng tôi sẽ tìm hiểu những cái nhìn uh, viễn kiến của anh tiến sĩ Tạ Cư Hải về tình hình kinh tế của Hoa Kỳ dưới thời tổng thống Donald Trump. À, trước hết xin được kính chào tiến sĩ tại cơ hải yeah, xin chào anh võ thành nhân và kính chào quý khán giả của sptn chúng tôi là tại cơ hải từ thủ đô Washington DC và khi mà chúng ta nói nhìn lại kinh tế hoa kỳ trong năm qua đó thì tiến sĩ tại cửa hải có thể cho biết rằng á trong năm 2016 có những cái nét chấm phá nào đặc biệt của kinh tế hoa kỳ trong năm 2016 Kinh tế Hoa Kỳ tương đối đã đạt tới cái mức mà có thể à, tối đa cho cái chính sách kinh tế của Tổng thống Obama à, đã kéo dài trong 8 năm, gần 8 năm. Thì à, đặc biệt là trong năm 2016 có điều nổi bật nhất mà chúng tôi phải nhắc ngay từ đầu đó là cái chương trình Obamacare à, là cái chương trình quan trọng là bởi vì giúp cho phần lớn những người có lợi tức thấp à, và những người có thuộc giới trung lưu có thể có bảo hiểm mặc dù họ có những mang bệnh tật trước đây mà bị uh, bảo hiểm từ chối thì đây là cái điều mà, mà rất tốt cho người ta nhưng mà uh, tới giờ phút này thì ở tới cái giai đoạn mà người ta phải uh, renew cái cái chương trình đó trở lại cho, cho cá nhân họ uh, thì rất tiếc là cái tiền mà phải trả uh, premium cho cái chương trình Obamacare nó đi lên. Đi lên nó không có thống nhất trên toàn nước Mỹ mà à, nó tùy theo địa phương, nó tùy theo vùng, tùy theo tiểu bang thì cái số uh, tỷ số mà gia tăng cái tiền phí tổn đó nó khác biệt nó có thể 5%, 10%, 22% có thể tới 50%. nữa à, tới giờ nhưng mà theo tôi biết một số mới nhất là rất nhiều người vẫn tiếp tục đi uh, renew cái chương trình đó thì cái điều đó mình phải còn trong đợi trong tương lai để coi thử có một giải pháp nào tốt đẹp để giúp họ hay không. Con số thất nghiệp, con số thất nghiệp của Mỹ tới giờ phút này là 4.6% phần trăm. Con số tốt quá. Con số đó là con số tuyệt vời. À, nhưng mà nếu mình nhìn con số đó không thì nó chưa có đủ à, để mà nói rõ cái tình trạng cái thị trường việc làm của nước Mỹ cũng như kinh tế Mỹ nói chung. À, bởi vì cái thị trường việc làm của Mỹ nó phức tạp lắm. Ở trong đó à, nó có người làm full-time, toàn thời gian, có người làm bán thời gian. À, thì Và có những người mà được tính trong cái tỷ số thất nghiệp đó là họ không có công an việc làm nhưng họ chỉ có việc bỏ cuộc, không đi tìm việc làm nữa thì họ coi như người có việc làm. Chính vì vậy mà tính vô cái tỷ số thất nghiệp đi xuống rất nhiều là 4.6%. À, những người có công an việc làm toàn thời gian thì họ, họ mặc dù họ có lợi tức cao, và có vẻ bền nhưng mà họ vẫn lo âu là nó không bền. À, chính vì vậy mà họ họ không có tiêu xài đúng mức của cái người mà có công ăn việc làm toàn phần à, chính vì vậy họ lao âu cho họ tiêu thủ cho nên kinh tế vì vậy bị ảnh hưởng tiêu cực ở cái chỗ là không phát triển đúng mức của nó đúng mức là như thế nào vậy thưa anh? đúng mức tức là họ cái người tiêu thụ họ đóng cái vai trò giúp cho phát triển của như phục hồi kinh tế Mỹ là 64% ảnh hưởng thì trên thực tế nó không có ảnh hưởng tới 64% nữa mà họ chỉ tiêu dùng đáng liệu tiêu một trăm phần trăm của họ hay tám phần trăm mà họ tiêu có một nửa thôi chẳng hạn còn nữ kia thế thủ họ, họ sợ kinh tế suy sụp hay cái gì đó thì họ mắc shop còn những người mà làm bạc thai á, là bán thời gian á, thì phần lớn là những công việc làm đó không có thích hợp với họ mà họ không có việc làm cho họ nhận việc làm đó và cái lợi tức của họ cũng thấp hơn cái lợi tức mà xứng đáng với khả năng của họ và họ là giai cấp mà họ cần phải ưu tư nhiều hơn là cái người toàn phần, có công việc làm toàn phần. Chính vì vậy mà họ còn tiêu dùng ít hơn cái người uh, có khả năng toàn phần nữa. À, chính vì vậy mà uh, mà quý vị thấy cái sự phát triển kinh tế Mỹ suốt trong 8 năm chứ không cần phải nói một năm 2016 không, chưa bao giờ dưới thời tổng thống Obama uh, kinh tế Mỹ đạt được cái uh, GDP tổng sản lượng nội địa Gross Domestic Product của Mỹ lên tới 3% chưa có, chưa có bao giờ. Nhưng mà có thể đó là do cái vấn đề tiền tệ của Hoa Kỳ, vấn đề mà cái giá trị của đồng đô la cao quá nên nó ảnh hưởng cái vấn đề đó hay không vậy thế Không, tôi không nghĩ như vậy. Cái cái điều cái con số mà 3% đó là con số mà rất là khiêm nhượng. Trong lúc của Trung Quốc đó, Trung Cộng đó, là Trung Quốc đó, họ có lúc họ lên tới trên 10%, 10.4%, rồi sau này à, cách đây chừng 2 năm trở lại thì họ bị trục trặc à, về cái đường lối của đảng của họ đảng trung ương đảng tuyên bố là bây giờ không có sản xuất để mà à, để mà xuất cảng nữa à, không phải ưu tiên một mà ưu tiên một là để tiêu thụ trong nước chỉ này họ xuống cái gdp của họ xuống còn 7.4% cũng rất là cao đó là một số tồi của họ là một số xấu của họ là 7.4% trong lúc nước mỹ à, trong suốt 8 năm liền chưa bao giờ lên tới 3% nhưng mà đếp, uh, cái, cái siêu linh cái trần nợ trần thì như thế nào vậy thưa? cái nợ trần tức là cái ông thiếu là bao nhiêu tiền nước mỹ thiếu rất nhiều tiền phải công nhận với quá nhiều tiền quá nhiều tiền mà trong uh, trong nhưng thật... mà mấy cái stimulus package nó thật sự nó giúp cho tổng thống Barack Obama để phục hồi kinh tế Hoa Kỳ, đặc biệt là vấn đề kỹ nghệ xe hơi và một số những cái công an việc làm cho những người ở những cái tiểu bang về vấn đề kỹ nghệ. Thực sự là như kỹ nghệ xe hơi là được rất được ưu tiên để mà chính phủ giúp thì nó họ rất thành công, họ rất thành công. Nhưng mà họ cũng có rủi cái là họ gặp cái cái trường hợp là họ bị cái airbag nó sản xuất từ bên nhật đó rồi giống như xe toyota cũng là gọi toyota là cũng của mỹ đó chẳng hạn thì nó làm cho tâm lý của quần chúng của người tiêu thụ có vẻ khựng lại một thời gian thì tới giờ phút này người người giàu á người có tiền á thì họ mua họ mình hỏi họ mua cái gì nhiều nhất họ mua xe hơi nhiều nhất okay. rồi người giàu dĩ nhiên họ mua xe hơi cái loại luxury còn những mà người nghèo hơn á, người trung lưu hay là người người ít tiền hơn thì họ mua những cái loại như xe toyota hay là xe ford hay là xe... nhưng mà cái xe ford cũng là cái xe mà nó rất là thời trang ở cái chỗ nó có những cái pick up lớn mà nó thích hợp với người mỹ à, đặc biệt là người mỹ không ở thành thị mà ở miền quê thì đó là điều rất tốt nhưng mà khi mà chúng ta nói tới kinh tế hoa kỳ thì kinh tế hoa kỳ phải ảnh hưởng trên thế giới nếu mà tổng sản lượng của chúng ta nó không cao thì do, lý do là gì vì lý do là tại ở âu châu lý do là tại ở á châu hay là cái vấn đề cái khối mà epec nó có ảnh hưởng tới cái kinh tế của hoa kỳ do đó nên tổng sản lượng của chúng ta không cần thiết hoặc là tổng sản lượng của chúng ta vì lý do là cái skill set tức là những cái kỹ năng khoa học kỹ thuật của chúng ta không có đáp ứng được cái một số những cái nhu cầu về vấn đề sản xuất thì do đó nên nó ảnh hưởng cái uh, gdp À, nó ảnh hưởng tới kinh tế của mỗi quốc gia thì riêng nước Mỹ cái kinh tế của GDP của Mỹ nó chưa có nó có chưa phản ảnh trung thực cái sự phát triển người ta kỳ vọng cho kinh tế Mỹ đó là chuyện chuyện có thiệt Chính vì vậy mà quý vị thấy qua cuộc bầu cử vừa rồi đó thì mặc dù là tỷ số thất nghiệp là 4.6% nhưng mà dân chúng nếu mình thẩm vấn dân chúng phỏng vấn họ thì họ vẫn trả lời rằng là kinh tế Mỹ rất là chậm chạp họ lo âu đủ thứ chuyện chứng tỏ rằng là cái kinh tế không phát triển kịp thời với cái sự uh, kỳ vọng của dân chúng như vậy là sau những những cái tháng mà cuối cùng sau cái ngày tổng tuyển cử sau cái ngày bầu cử tổng thống đó, cái nền kinh tế nó ảnh hưởng như thế nào trong tương lai của nước mỹ đã đành rằng là thị trường chứng khoán không nhất thiết phản ảnh trung thực cái tình trạng kinh tế của nước mỹ nhưng mà nó pha, nó rất nhạy cảm với kinh tế của nước mỹ nó rất nhạy cảm với tin tức thời sự cho nên từ đó tới, tới bây giờ đó Kinh tế Mỹ đi lên Thị trường chứng khoán đi lên Và cái niềm tin của dân chúng đi lên Chính vì vậy mà Chẳng những tại Mỹ mà các nước như Saudi Arabia Hay các nước khác ở bên ngoài Họ đều nhận xét rằng là, là Kinh tế Mỹ sẽ phát triển mạnh Dưới cái thời của tân tổng thống Đắc cử uh, Donald Trump trong tương lai Và nhớ là Cái sự phát triển kinh tế nó nó song hành với cái niềm tin của người tiêu thụ đối với kinh tế mặc dù nó chưa xảy ra cái niềm tin cái sự hy vọng người ta sống bằng cách cái hy vọng chính vì vậy mà từ đó tới giờ quý vị nhìn qua bên à, cái thị trường chứng khoán đó đã đã nó đi lên Dow Jones đi lên hơn 16.000 điểm À thì quý vị thấy đó là cái Hơn điểm 19.000. À không 19.000 là cái điểm của nó ừ, nhưng đó. mà nó tăng thêm từ cái từ, từ cái ngày 16 từ cái ngày bầu cử đó. À, xong đó. cho tới bây giờ nó tăng cái điểm đó thêm 10 thêm 1, 1.600, 1 1.600 điểm, cái điều chưa thấy trước đây trong lịch sử của chứng khoán. Nhưng mà cái tình hình ngoại giao của Hoa Kỳ với lại Nga qua vấn đề mà ảnh hưởng mấy cái vụ hacker với cái hệ thống gọi là có tình báo trong bộ ngoại giao của Nga đó phản ứng của tổng thống Barack Obama vấn đề mà giống như là không có cho một cái bất khả xâm phạm cái quyền của 35 người trong tòa đại sứ của Nga đó nó có ảnh hưởng tới kinh tế trong những ngày tháng sắp tới không? À, tôi nghĩ là đó là ưu tiên mà tân tổng thống donald trump sẽ phải giải quyết cái vấn đề đó để bớt sự căng thẳng người giữa... ta sợ chiến tranh là là bởi vì thực thực ra là kể cả nga lẫn mỹ à, không ai muốn có chiến tranh cả bởi chiến tranh bây giờ nó khốc liệt hơn chiến tranh lúc trước à, vũ khí nó tối tân hơn đủ thị trường cho nên nên người ta muốn dung hòa và... nhưng mà trên thực tế thì bất cứ quốc gia nào mà hùng mạnh ở trên thế giới đó có Mỹ rồi có Nga rồi có Trung Quốc cái gì đó vân vân á, có Anh, có khối NATO, có luôn luôn đó, là có tình báo bên này có bên kia bên kia là họ biết là bên nào cũng có nhưng họ nuôi dưỡng cái chuyện đó nó có thể thành điệp viên nhị trùng chứ không cả, chứ không phải nhất thiệt một bên nhưng mà họ cần thiết mà họ không muốn thay đổi không bên nào muốn bắt những người đó hết như vậy thì theo anh là cái kinh tế nó stable hay là nó nó sẽ có những cái bắp bên mà chúng ta không biết được tôi nghĩ rằng là kinh tế dưới thời ông, ông tổng thống tân tổng thống donald trump sẽ là kinh tế phát triển mạnh xin được cảm ơn tiến sĩ tại cửa hải dạ yeah, cảm ơn vũ thanh nhân và cảm ơn quý khán giả của SBTN. kính thưa quý vị chương trình của chúng tôi và tiến sĩ tại cửa hải đến đây xin được tạm ngưng và chúng tôi xin hẹn gặp lại vị vào năm sau 2017 So I got my time in the Inada Dream Wave, and I now understand why so many people are waiting in line to have this experience here. This is, according to Inada, the top of the line of the top of the line. It is indeed the best spa chair in the world. And our very own Dr. Sears has been in basically Ooh. in this chair for the last thirty minutes. This is uh, completely amazing. This is called the Inada Dreamwave Massage Chair, and it is the best massage chair in the entire world. It's hitting all my shiatsu points, and it's designed to feel like a masseuse's hands. It does not feel like a machine. It feels like there's somebody's hands. on my back just working all these points. Inada Dreamway Medical Check chỉ 183 đồng một tháng, trả góp 4 năm không cần tiền đao, không tính tiền lời, giao đến tận nhà và lắp ráp miễn phí trên hầu hết các tiểu bang. Teletron Washington DC 703 237 8999. Kính thưa quý vị, đến đây chương trình phát hình của SPTN Washington DC xin được chấm dứt. Kính chúc quý vị một năm mới tràn đầy sức khỏe, hạnh phúc và mọi sự như ý kính chúc quý vị những giờ phút còn lại của ngày hôm nay thật an bình và hạnh phúc chúng tôi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ phát hình lần tới